Dạ, xin chào cả nhà. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Hôm nay thì Nương với Tho là được thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chị Kim Chi ở bên Mỹ là mua giúp chủ vườn cam là 100 kg cam về tặng cho bà con ở xóm uống để giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch khó khăn này. Dạ, có sức đề kháng. Thì em cũng thay mặt cho bà con ở quê em gửi lời cảm ơn tới chị rất là nhiều luôn. Em chúc chị và gia đình là có thật là nhiều sức khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc lẫn cuộc sống. Dạ. Thì hôm nay là hai chị em giúp chủ vườn cam là mua 100 kg cam, là gồm là 50 kg cam toàn và 50 kg cam sành. Cái này thì chủ vườn bán đồng giá cho mình luôn là 15.000 một ký. Đây, cái này là cam sành. Cam này thì mình sẽ vắt nước uống. Còn cam sòn này mình sẽ ăn muối luôn. Rất là ngon luôn. Cam này là uống bổ dưỡng, có sức đề kháng cho mùa dịch. Thì hôm nay mình sẽ tặng mỗi gia đình là 2 kg, gồm 1 kg cam sòn và 1 kg cam sành. Một bịch như vậy là sẽ 2 kg cam. Mình cũng gửi lời cảm ơn tới các anh để giúp mình vận chuyển 100 kg cam này tới bên sông và mình bơi xuồng của mình lấy. Do chỗ của mình còn cách ly nên là cũng khó lấy, nên là cũng nhờ anh là lấy dùm 100 kg cam này để cho mình trao tặng tay tới bà con ở sớm. Rồi, thôi à. Mình sẽ tặng 100 kg cam thì cho bà con. Cái này thì mình vô bịch sẵn rồi, còn cái này là chưa thì Út Tho sẽ vô bịch thêm. Dạ, mỗi 1 kg như là 6 trái, 7 trái. Dạ. Em gửi bà Hai. Bà Hai cảm ơn. Dạ. Con. Một cam uống lấy Thảo và bà Hai chị Kim Chi gửi tặng. Rồi con gửi bà Tư. Cảm ơn bà Tư, cảm ơn nha con. Dạ, dạ. Chúc bà Tư nhiều sức khỏe. Dạ Út, con gửi Út uống lấy Thảo luôn. Dạ, chúc uống nhiều sức khỏe. Con gửi tặng bà Sáu, chị Kim Chi gửi tặng bà Sáu uống cho có sức khỏe trong mùa dịch mà sao. Rồi con gửi bà Út. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, uống dạ, Thảo uống nhiều sức khỏe. Dạ em gửi chị ba. Dạ cảm ơn. Rồi con gửi hướng ba ơi. Ba cảm ơn nha. Dạ chúc, dạ, chúc hướng ba nhiều sức khỏe luôn. Gửi tay giùm con hướng năm ơi. Dạ hôm nay thì được chị Kim Chi á, mà mua giúp 100 kg cam rồi gửi hướng năm một bọc uống lấy Thảo. Kim Chi nha. Dạ, dạ. Chúc hướng năm nhiều sức khỏe. Cam này á, là do chủ vườn cam á, do dịch bệnh là họ bán ra cũng khó khăn á, nên là chị mua giúp lại 100 kg để tặng cho bà con ở xóm uống luôn. Rồi con gửi tặng thứ 7. Bảy cảm ơn luôn nha. Dạ. Con gửi tặng một cam. Rồi, bác cảm ơn nha. Dạ, chúc rồi con gửi tay đi. Chị gửi tặng một cam. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Nhỏ quá cầm nổi không. Đây chị gửi một cam. Rồi về cẩn thận nha. Này mỗi ký là mình căng khoảng 6-7 trái thôi nhưng mình ừ. Một ký như vậy là khoảng 6-7 trái. Bên kia cũng vậy, gửi thôi đếm trái rồi để vô bọc. Rồi chị gửi vậy. Rồi về cẩn thận nha. Rồi, chị gửi tặng. Rồi. Dạ, chị Kim Chi gửi tặng bịch cam uống lấy Thảo chính rồi. Dạ. Rồi, gửi tặng Lan Anh bịch cam. Rồi, uống lấy Thảo, chúc nhiều sức khỏe luôn. Dạ con gửi tặng ông Sáu một cam uống lấy Thảo. Ông Sáu ơi, lòng cảm ơn hai cháu nè. Dạ dạ, chúc ông Sáu nhiều sức khỏe. Rồi chị gửi tặng một cam. Cảm ơn. Nghe em, hôm nay là bà con rất là vui luôn vì có cam này để uống để tăng cường sức đề kháng
Dạ. Rồi. Con gửi bà một bịch cam. Dạ. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Ừ. Chúc con. Chị gửi không? Cảm ơn chị. Cái cam uống đi Thảo. Rồi chị gửi. Cảm ơn. Ba ơi, nay được chị Kim Chi tặng hỏi gia đình một bịch cam uống lý Thảo. Rồi, chúc bà ba nhiều sức khỏe. Chúc bà ba nhiều sức khỏe. Em gửi tặng anh bịch cam uống lý Thảo. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Rồi, Ngọc chị gửi. Cảm ơn. Rồi, đem về cho bà nội uống. Dạ, chị Kim Chi hôm nay gửi tặng cam, nên con gửi bột cam uống lý Thảo. Cảm ơn cô chú luôn. Cảm ơn cô chú luôn. Dạ. Chúc nên nhiều sức khỏe. Cam này mua tại vườn rất là ngon luôn, nhiều nước. Này mùa dịch này mà có cam này á, là mình uống có sức đề kháng á, tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ mình đợi bà con lại nhận nữa. Rồi con gửi chú Châu. Cảm ơn luôn nha. Dạ, chúc chú Châu nhiều sức khỏe. Rửa tay giùm con thế nào. Rồi con gửi thứ năm bịch cao uống lấy Thảo thứ năm rồi. Rồi chúc thứ năm nhiều sức khỏe luôn. Thôi vô cũng gần hết rồi. Dạ, vô hết luôn đi. Hết luôn đi. Rồi mình đợi bà con lại mình phát từ từ. Rồi con gửi tặng chú ba bịch cam uống Thảo luôn. Rồi, cảm ơn rồi. Bạn đây hai cháu. Đi dạ, rồi. Dạ, chúc chú ba nhiều sức khỏe. À. Cô hai con gửi bịch cam uống Thảo cô hai. Cảm ơn hai cô nha. Dạ. Rồi, rồi. Okay. Gửi chú bịch cam uống Thảo. Rồi. Này cộng ạ. Này. Dạ, gửi tay. Dạ, gửi tay em con mắt năm ơi. Hôm nay chị Kim Chi gửi bịch cam uống lấy Thảo Bắc Năm ơi. Rồi. Rồi, chúc dạ, Bắc Năm nhiều sức khỏe. Dạ, em gửi tặng chị bịch cam uống lấy Thảo. Dạ. Dạ, rửa tay giùm em chị. Dạ, em gửi tặng bịch cam uống lấy Thảo. Dạ. Rồi, chúc nhiều sức chúc khỏe. Chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi, em gửi tặng bịch cam uống lấy Thảo chị. Cảm ơn luôn. Rồi, chúc dạ. chị nhiều sức khỏe. Dạ bà con gửi bịch cam uống cho có sức khỏe. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn đàng hoàng. Rồi chị gửi. Rồi. Nãy giờ mình tặng cũng còn bao nhiêu phần đây? 2 4 6 8 10 phần nữa. Cảm ơn. Dạ cô, con gửi tặng bịch cam uống lấy Thảo. Dạ. Rồi con gửi chú bịch cam uống lấy Thảo. Rồi. Xuống đây gửi tay giùm chị nhà gọi nhận cam. Dạ em ngồi rảnh rồi đó. Rồi chị gửi tặng bịch cam. Em cảm ơn. Rồi. Rồi chị gửi luôn. Cảm ơn. Rồi chị gửi. Cảm ơn. Rồi. Chúc nhiều sức khỏe. Còn 5 phần nữa. 5 phần nữa hết hả chị? Cũng nhanh hơn. Bữa nay bà con rất là vui mừng luôn. Lâu rồi ở đây cũng không ai bán trái cây gì uống hết á. Nên có cam thì uống cho tốt sức khỏe. Có chút đề kháng. Thôi, con gửi. Dạ. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe. Rồi chị kìa. Gửi tặng bịch cam uống Thảo luôn chị ơi. Chúc nhiều sức khỏe. Giờ mình vô mình gửi tặng bà Tư. Con gửi bà Tư bịch cam bà Tư. Dạ cam uống bà Tư ơi. Thôi khi đỡ. Dạ con gửi tặng bịch cam uống với Thảo. Dạ. Bà Tư ơi. Tại được không? Tư chung yếu mà con để đây nghe bà. Dạ. Tư. Cảm ơn. Chúc bà Tư nhiều sức khỏe. Dạ rồi con đi luôn bà Tư ơi.
Giờ mình đi vô nhà bà Út. Bà Út ơi. Lấy hả? Hả đưa cho bà Út đi. Dạ con gửi bà Út. Bà cảm ơn nha. Chúc bà Út nhiều sức khỏe. Dạ. Con đi luôn bà Út ơi. Rồi con đi luôn bà Út. Còn phần này mình đem lên mình tặng cho bà Tư. Tới nhà bà Tư rồi, đi vô. Hàng gạo của bà Tư xịn xò luôn. Dạ, cam bà Tư ơi. Cái này mùa dịch đó bà Tư ơi. Cam uống cho có sức đề kháng. Dạ có chị Kim Chi gửi cho mình á. Dạ. Cảm ơn nữ. Dạ chị. Dạ chị Kim Chi. Dạ nhiều lắm nha. Dạ rồi, chúc bà Tư nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm nha. Rồi con về luôn bà Tư ơi. Dạ. Này con mua tại vườn luôn á, con chở về. Dạ. Hai chị em bưng cái thúng còn mấy phần nữa tặng cho bà con cũng hết luôn rồi. Dạ thì hôm nay hai chị em rất là vui luôn, được thay mặt cho chị Kim Chi mua giúp chủ vườn cam là 100kg cam rồi đem về tặng cho bà con ở xóm uống trong lúc dịch bệnh khó khăn này. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn chị Kim Chi rất là nhiều luôn. Em chúc cho chị và gia đình là có thật là nhiều sức khỏe, bình an, luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha chị. Thì video của hai chị em đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cả nhà.